sẽ lượt về đường cỡ Long Hổ của miền Bắc Cali. Miền Bắc là mình, chỗ mình à. Và đường cơ của hội Trà Hoa miền Nam Cali, do bác xét ở dưới là không còn sống nữa. Đường cơ Long Hổ là đường cơ, và đường cơ Trà Hoa xuất phát từ trại tù Nam Hà. Nó có 5-6 đường là tỉnh Hà Nam Ninh Bắc Việt Nam. Trại tù này do Cộng sản Việt Nam lập ra sau năm 1975 để giam giữ những viên chức cao cấp quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Trại tù này trước đây có tên là trại giam Đầm Đùng. Trong phạm vi trại giam có một ngôi miếu nhỏ tên gọi là miếu Ba Sao. Những lần xoay cơ có một vị thần thường giáng cơ gọi là thần Tam Tinh luôn phụ báo động những diễn biến trong trại tù cho anh em tù nhân biết để đề phòng. Thần Tam Tinh là một trong những vị linh thiêng đầu tiên đã hướng dẫn thành lập đường cơ Long Hổ. Sau thần Tam Tinh đi tu và hiện nay ngài là Tam Tinh Thượng Thánh. Đường cơ Long Hổ có sơ khai có 12 người được gọi là thập nhị nhân viên. Sau bao nhiêu năm vật đổi sao dời, từ năm 1978 đến nay đường cơ Long Hổ chỉ còn lại 3 nhân viên hoạt động tích cực trong nước Mỹ. 4 người mất tích, 5 người thất lạc. Thành lập nền đạo và được đặt tên là đạo Thiên Tâm. Đạo Thiên Tâm đã được chư Phật, chư Thánh, chư Thần chứng giám. Đạo này gốc Phật tu thờ trời, học Phật, không phân biệt tôn giáo. Dấu hiệu cũng ra đời, dấu hiệu cũng đã ra đời vào thời kỳ đó. Đường cơ Long Hổ được chư vị linh thiêng giáng cơ dạy đạo về đời thường xuyên từ năm 1978 đến nay. Mỗi kỳ họp đều đông đủ tất cả các vị khác trong tam cõi tham dự, nhưng không đi cơ ơn trên đã linh thiêng thường giáng cơ trực tiếp dạy dỗ, gồm có rất là đông, nhưng mà thì không có nói tên với mấy vị thần thánh, chỉ nói tới đó. Thì cái nguồn gốc cái giống Thiên Tâm nó ra đời năm 1978, từ thời đó, chứ không phải là ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017. 16 tháng 2017 là officially cho thế giới, là vì cơ tận diệt 7 năm sàng lọc nó đến. Lúc đó mình mới thấy bắt đầu con người mới chết một cách vô duyên đó, là Covid-19 đó. Nhưng mà trời Phật đã tính cho nhân loại chúng ta hàng nghìn năm, không dư không thừa mà. Nếu mà dư thừa thì hôm nay chuyện đời đâu có những cái mình gọi là bất ngờ đâu. Nhìn xung quanh đi, từ bệnh tật này, chiến tranh này, kinh tế này, những người giàu có mà Việt Nam chết khoảng 55-60 tuổi quá trời. Cái đó là vì họ ăn trên ngồi rồi, họ quên đi tu, quên đi cái đường quay về tâm linh. Nhân loại hôm nay á, chuyện này không xuất hiện ở nước Việt Nam thành đồ đồng, đồ đá, và có thể bị diệt chủng, xóa sổ bản đồ trên thế giới bởi Trung Cộng. Trên nói như kiểu Duy Ngô Nhĩ nó bắt mấy thanh niên đi là mổ gục mổ rang, không cần chích thuốc tê, la hét âm sầm lên, rồi xong mới giục cái xác bên. Có mấy cái video đó, để đem ra chừng 10 triệu hằng bả của Trung Cộng vô lại giống chừng 5 năm sau đi bầu cử cái xong đổi tên là Nam Việt, giống như là nó lấy Hoàng Sa mình đổi thành Nam Sa vậy. Như đồ chơi vậy. Nhưng mà khi chúng ta là con vua thần nông, con rồng cháu tiên, ngày xưa cũng là thiên tử xuống để tạo ra cái nồi, cái dòng giống người Việt. Ngày xưa cũng là một công chúa của Long Dương lên, trên là rồng, công chúa là tiên. Cho nên dân tộc chúng ta có mới có cái truyền thuyết là 50 con đi theo cha về núi, về núi nghĩa là về trời. 50 con đi theo mẹ xuống biển, mẹ xuống biển. Thì cho nên giàu cho chúng ta bị nghiệp kiểu nào, Bác Hồ là đại anh hùng của nước Việt Nam xả nghiệp kiểu nào, thì cuối cùng nước Việt cũng sẽ thành một cường quốc trong tương lai. Sớm muộn
những cái thế hệ sau nước Việt á, nó sẽ rất là trân trọng những cái lời vàng ngọc này Kiệt nói. Những cái lời này nói cho 18 tới 45 tuổi, đó là cột trụ của nước Việt, ở trong nước Việt. Còn sáu triệu Kim Hiền cũng quan trọng, chắc sáng. Nhưng ngoài chắc sáng, số lượng ít hơn số đông. Đó là lý do tại sao Kiệt này phải làm cái mối hàng, hàng hai bên, đúng không? Hàng ở trong, bóc nội, ở ngoại, đúng không? Hàng HO với hàng đảng viên, đúng không? Hàng láng, hàng cho dính lại. Và đồng thời bắt đầu hôm nay nói lên những tiếng nói sự thật. Kim cương nằm dùng, rồi phá nát cộng đồng, làm suy yếu cộng đồng, cầm cờ vàng ba sọc đỏ, chửi Đàm Vĩnh Hưng, lãnh lương của Bác Trọng, dẹp hết đi, chuyện xưa như trái đất vậy. Chuyện đồ chơi của nít, ai cũng biết chuyện này là mưu mô. Mục đích là đảng Cộng sản giữ số đông để mà ghét hải ngoại, để đừng có đoàn kết. Đó là không phải là đảng Cộng sản, đó là đảng Cộng sản Trung Cộng ra lệnh đảng Cộng sản Việt Nam làm những cái chuyện đó cho dân tộc mình cấu xé lẫn nhau. Cho nên đó, mấy ổng cũng là bị bắt phải làm. Nếu mà con nghĩ xa xa, mà hôm nay cái gông cùng của Trung Cộng sắp sửa bị đứt, thì nó đứt trước, hiện giờ là đấu đá với nhau quá trời, thì lúc đó chiếc xuồng con, chiếc xà lan đã chìm rồi, thà thấy nó chìm thì mấy chiếc xuồng còn sống thôi. Tuy là không có dầm, không có mái, nhưng mà bê vậy sống. Thì như thầy thế đấy, trẻ tù đang đồn, trẻ tù này thời Pháp nổi tiếng khắc nghiệt, tọa lạc trong một hốc núi đá vôi hiểm trở bao quanh. Phía trước là một bãi đầm lầy bao quanh bằng một dãy núi đá vôi hiểm trở. Trại cũng từng nhốt các chiến sĩ biệt kích Việt Nam Cộng Hòa bị bắt khi xâm nhập miền Bắc. Sau này Việt Cộng đổi tên là trại Đầm Đùng thành trại Nam Hà. Trại gồm 4 phân: trại A, trại B, trại C và trại Mễ. Ủa, bởi sao phải trại Mễ? Chúng tôi bị nhốt ở trại A, gồm các dân biểu, nghị sĩ, viên chức, hành chánh, cảnh sát, quân đội, đảng phái và tình báo cao cấp. Tức là mấy ông cao cấp, thì mấy ông cao cấp mới được ở bề trên chiếu cố, thì từ đó mới ra tới ngày hôm nay. Mỗi thành phần bị nhốt vào phòng riêng biệt. Công việc hàng ngày của một tù nhân biệt xứ là giác đá, xây nhà, trồi đá và giác, cày ruộng, canh tác, vào rừng, làm việc nặng nhọc, đói ăn, tinh thần suy sụp, bệnh tật bắt đầu hoành hành vì suy dinh dưỡng, thiếu thuốc men, tin tức cha mẹ vợ con không biết, tương lai dẫn nước đi về đâu không biết, tấm thân tù tội ngày càng ngày mòn sơ xác. Trong hoàn cảnh bi đát đó, anh em tù chỉ còn biết tin tưởng vào đấng thiêng liêng. Ngạo hay Phật nó cũng trúng. Mấy con thất tình, mấy con thiếu nợ, mấy con bị dân cả cái người quýnh bại, rồi đi dây là dây lãi cao mà để quýnh bại, mà đến lúc mà dân chơi đứng trước cửa cũng khấn Phật. Thì mấy ông tù nhân này cũng vậy, vô trong tù lúc cuối cùng của cái cuối cùng là điều là kiểm tra cái mẹ trời. Phật ơi, Chúa ơi, vậy lúc mình đang mạnh khỏe nè, cái núi á có đầy đủ luôn, trời Phật Chúa gì cho nó, xong lên đốt nhang đi để có chuyện rồi mới lên không. Trong đám hoàng thiên mấy người lớn tuổi đồ cũng thấy, lúc mình còn mạnh khỏe mình làm bề trên mới chiến cái lòng thành của mình, thật tâm hay không thật tâm á, chỗ đó để có nạn rồi mới tới thôi, nhưng mà cũng được, có hơn không. Chỉ còn tin tưởng vào đấng thiêng liêng, hồn thiên sông núi, tổ tiên soi đường,
Một số anh em tín ngưỡng cao đài Phật giáo Hòa Hảo, không có nói chữ Hòa Hảo đang nghe, mấy gì cộng nó nghe nó ghét lắm. Tại mấy cái núi bữa giờ nổ hai lần, còn tiếng nổ cuối cùng nữa vậy mà không có đài nào nói. Tại vì sợ Đức Thầy còn hơn là sợ ma nữa. Nên tổ chức bí mật cầu cơ ơn trên đã không phụ lòng cầu khẩn của anh em tù chúng tôi. Chứ gì đó lần lượt giáng trần, buồn một, buồn hai, nhốt các đại tá và hành chánh cao cấp. Có cụ Tùng La Phan Đình Phùng về ứng cơ. Lần giáng đầu tiên giờ đêm 12 tháng 12 năm 1979, cụ cho bài thơ chữ Hán. Trì trì bộ 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 trì trì, cứu bộ thời lai hữu hỷ kỳ. Nguyên phụ cao bồi tư quá dục, thân phân thiên tải tụng hòa di. Và tiếp là một bài thơ có chữ nôm: mai vàng rộ nở trời xuân, câu thơ chung rượu được phần chung vui. Trên bàn cờ tới lui xe ngựa, vịnh cung đàn họ sự sàn xê. Rượu phơi đầy mới tỉnh tỉnh mê, thi liếu láo biết ai ai biết. Rượu một bầu thi một điều, mượn rượu này đánh liệu cuộc cờ chơi. Còn non, còn nước, còn trời, còn trăng, còn gió, còn người hôm nay. Cái là mấy vị cứ khuyên những mấy ông cấp bự, cứ nghĩ là cứ an tâm, đừng có sợ, đừng có gì. Còn trăng, còn nước, còn trời, còn là còn mây, còn gió là còn người hôm nay. Y chang qua Mỹ cái là giàu có cái quên mấy vị hết. Bữa hôm mấy vị về trách, bởi vì nãy có 5 ông thất lạc trong 12 người mà ngày xưa bề trên chọn để mà đi tìm minh chủ của họ. Tại vì khi người nhân thập đi về, tả hữu phải phò trì, cây cỏ mới thành binh được. Có nghĩa là ô cũng phải phò trì, đảng viên cũng phải phò trì, chống cộng cũng phải phò trì, chống ô cũng phải phò trì, kim cương cũng phải phò trì, than đen là cỡ như cái gì cái ông diện hùng hùng vậy đó, đi đào mình quân cũng phải hòa trì nữa. Mấy cộng gì cò mấy hàng mà cộng nằm dùng cũng phải hòa trì luôn, tức là mình thành một, không có hận thù nữa, thì lúc đó mới có nước Việt mới. Hoàng Phi Hùng lúc trước cái mặt đó không biết thừa đẹp trai không đó, vậy mà nói sao có chút lầm có dấu giờ có dấu nữa trong này cũng khác. Còn trăng, còn gió, còn người hôm nay. Cụ giải thích: nhân hữu thiện nguyện thiên tất tùng dư, cụ đến với anh em là do thiên ý, ý bề trên, chứ không phải ngẫu hứng đến để an ủi và động viên tinh thần anh em. Sau lần giáng cơ ấy, cụ thường giáng trần đôi ba đêm một lần để an ủi và động viên tinh thần anh em, cũng như soi sáng tương lai cho anh em vững lòng tin. Vinh quang biết mấy ở ngày mai, cay đắng gian lao dạ dám nại, nuôi chí phục hùng chờ giận hội, tan bồng là nợ kẻ làm cha. Hoặc câu: mây tạnh mù tan trời lạng sáng, ngày mai đất nước sẽ huy hoàng. Cũng có câu: rạng rỡ ngày mai đầy hứa hẹn, non sông chờ đón kẻ tài trai. Và còn nhiều nữa, còn những lời tuyên đoán đầy kích lệ dựng nước mai sau. Buồn ba chúng tôi nhốt cấp tá thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa, dân biểu nghị sĩ. Buồn này có hai đàn cơ là Bồ Tát Thiết Tịnh và cụ Trạng Nhỏ, học trò của cụ Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm. Đường cơ Long Hổ
của cụ Trạng nhỏ, cụ Trạng giáng cơ vào khoảng cuối năm 1978 đến đầu năm 1979, trời cuối đông ở miền Bắc vùng núi non thật là rét buốt. Áo quần chăn chiếu không đủ ấm, cho nên cái lạnh nó hành xác, lại thêm cái đói hành hạ. Cho nên cái lạnh đó hành xác tù nhân thật là khủng khiếp. Anh em nằm co ro mà nghe bao tử kêu rào rào ộp ộp. Thương tình nhớ người thân cha, nhớ vợ nhớ con, nhớ con đường, nhớ hàng xóm. Không khóc mà nước mắt cứ trào ra út nghẹn. Trong tình cảnh này, cụ Trạng nhỏ đã giáng cơ một lần. Cầu cơ nhân lúc ấy là anh Nguyễn Biên, thiếu tá khóa 15 trường võ bị quốc gia Việt Nam, và anh Phan Quang Nghiệp, thiếu tá cảnh sát đặc biệt thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Cụ Trạng nhỏ giáng cơ tự xưng là học trò của cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Cụ dùng những lời an ủi thiết tha trìu mến như người mẹ ru con đang hoàng hoại trong khổ đau. Cũng nhờ cụ Trạng nhỏ giáng cơ nhiều lần cho lời khích lệ tinh thần bạn nhỏ, nói chung cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ đớn đau. Ngoài những lời ru im điềm, cụ còn đi mời những nhân vật nổi tiếng đã mất đến nói chuyện với chúng tôi. Trong một lần giảng ca xong, những lời đượm tình nghĩa như cha con, cụ nói: để ta vào trong Nam mời một cô ca sĩ ra hát cho các ngươi nghe. Khoảng độ một phút sau cơ chạy: chào các anh, em là Thanh Nga đây. Thật ngỡ ngàng, chúng tôi vấn đáp với Thanh Nga thì mới biết cô là ca sĩ kiêm diễn viên của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga ở Sài Gòn. Trước đây, sau năm 1975, cô vẫn tiếp tục sống cuộc đời của một diễn viên sân khấu. Vài năm sau, năm 1978, cô bị giết. Hỏi qua biến cố này, cô chỉ nức nở, rưng rơ nức nở, cơ chạy nhúc nhích là khóc, và chỉ nhích lên nhích xuống thôi, không nói chuyện buồn nữa, để Thanh Nga hát cho các anh nghe. Cơ chạy tiếp. Gió đêm nay lạnh cho lòng em thêm nát tan, thương anh chốn lao tù bao năm tháng đỏ đài, toàn dân trong ngóng bóng anh yêu, ước mong sum họp giữa lòng quê hương vẻ vang. Thì cơ chạy ra những chữ đó. Nhưng bây giờ mình là bắt chước Thanh Nga mình ca quá, tại cổ ca không biết nước đi ca. Thanh Hà nghe hát cho các anh nghe nghe. Gió đêm nay lạnh cho lòng em thêm nát tan, thương anh chốn lao tù bao năm tháng đỏ đài, toàn dẫn trong ngóng bóng anh yêu, ước mong sum họp giữa lòng quê hương vẻ vang. Tạm được không? Mình đâu phải ca sĩ, nhưng mà cái này á, các quý vị phải hiểu, sống sao chết im vậy. Kinh Phật có nói, đang là ca sĩ, đang biết cái chuyện đó, chết là cũng vẫn biết ca như thường. Thì đó là những lời nãy giờ đọc á,
là rất là real, sự thật. Cho nên đến nào hôm nay mình đọc kinh á thì qua bản là chỉ có tiên nước đi thôi. Trời ơi, trả tập cho tôi nghe. Tôi ở dưới này bữa giờ tôi nghe vô đọc nhiều quá, giống kiểu má con Trinh vậy đó. Giờ phải xuống nghe đọc kinh lắm. Cho nên anh ca thanh Nga ca các bạn đó. Trời, lúc đó mang mắt ồ già đó. Mà ông cứ trời, thế kỷ 20 mà tưởng chừng như thời trung cổ, còn gắn thân người và ngửa cổ thai trâu. Trong câu thì vậy thôi, gắn thân người đi. Thì qua đây ăn tiền có Obama, Nixon, rồi giờ tới ăn tiền Biden. Khỏe quá. Tại số mấy hồi những năm đầu qua cũng cực lắm, bây giờ mấy ông cũng già. Dạ, giờ chỉ cần giữ gìn sức khỏe để mà dẫn sách Triều Trung Hiền về. Chứ mà mấy ông không dẫn, ai có khả năng, ai có người tính hơn. Bài cá này còn dài nhưng tôi chỉ còn nhớ đến đây. Vì sau hơn 40 năm dâu biển đổi thay, túi đời chồng chất quy lực khắc khe, bữa trại tù nên không giữ và nhớ được tài liệu. Cô tả cảnh sinh hoạt của tù nhân hàng ngày nghe thật cảm động. Hỏi về cõi âm hiện cô đang sống như thế nào, cô cho biết những người có hoàn cảnh như cô đều bị quản chế bởi một vị tướng. Tất cả họp thành từng nhóm cùng ở trong những ngôi đền miếu quan. Ê, wow, ảnh đâu tự do đâu, quản lý. Có một cái hồi xưa cái ông bố già của mình ông dích nhát lắm, nghe rồi tôi không nghe rồi. Mấy vị cho một cặp tài liệu, tôi biết một cái thời đoạn trường dài mà 36 năm đi tìm sư phụ đâu phải dễ, biết chân trời góc biển nào tìm, để sư phụ đi Úc hay đi Canada hay đi Đức sao. Hồi xưa đâu có thân nhân hải ngoại, bỗng cho chùa không không biết sao mà giàu cho có ông Mỹ nữa. Không ở Chicago hay ở New York thì có lọt vô vùng này, ổng cũng lọt vô San Rafael vậy, sát bên quá nhiều cái tiếu lâm lắm. Thì sao cái bữa ngày mà gặp sư mẫu, bả không đi San Leandro hay đâu, bả đi Rensselaer, cái vụ đi ăn chưa gặp bả gì cũng tiếu lâm luôn. Thì tất cả bây giờ mình mới biết là trong một cái chiếc xe thiếu con ốc, thiếu cái miếng lông đền cũng không được. Nó từ từ nó, cái bức hình nó gán gắt giống như bức hình vậy đó, thiệt á, rất là màu nhiệm. Nhiều cái mình không có tưởng tượng được, có nhiều lúc sư phụ không có tưởng tượng được. Cái mấy vị mới nói á là Thái tử được bề trên chọn một cái công việc rất là khó khăn nhưng mà phải làm, và phải hãnh diện, không có được bi quan và buồn chán. Tại vì mình chờ hoài cũng không thấy, giống như mọi người thôi. Nhưng mà bây giờ từ từ mình thấy. Rồi mỗi ngày phải nhìn miếng gương và phải nhắc nhở mình là con trời và có sứ mạng thiêng liêng để đưa một cái dân tộc hàng gắn trở lại, để cho nhân loại biết có ân, ân đồng bào dân tộc, ân tình nhân loại. Chứ không phải chỉ riêng nước Việt nha, cái nhân mệnh là đi chung cả cái trái đất này, cái chân mệnh này nè. Thì ngày nào cũng phải coi gương để nghe là mấy vị dạy. Có bữa buồn quá, chơi cái nón lên khỏi mình chạy tóc. Còn bữa nay có cái bức hình này mình làm gì thì bất kính quá không. Điều bữa nay chút xin lỗi.